Hôm nay có một cái nhà hảo tâm, một cái người bạn như cô Tho, một cái người con của đất cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, có gửi về 100 đô đô la Mỹ nha các bạn. Thì Quốc Thịnh, tiện đó là Quốc Thịnh có bán gạo Triều Phát cho, hoặc là tặng cho những cái hộ khó khăn của thị trấn cái Tàu Hạ, như 10 kg gạo, mà nếu mà gia đình ta đông á thì mình tặng 20 kg, còn nếu người ta ở xa thì mình tặng được nhiều hơn nha các bạn. Đây là Quốc Thịnh chứa gạo rồi, sẵn Quốc Thịnh có bán luôn thì rất là tiện cho quý vị muốn gửi những cái phần quà, những phần tiền, hoặc là cho một cái nhân vật nào đó, thì Quốc Thịnh sẽ làm đúng theo cái yêu cầu đầu tiên thỏa thuận nha các bạn. Chứ đừng có hầu cho gạo, hầu cho tiền, hầu cho sữa, cho mì thì Quốc Thịnh không làm được. Cái điều kiện ban đầu nếu Quốc Thịnh chấp nhận được là Quốc Thịnh sẽ làm. Thì đây là gạo Quốc Thịnh chứa rất là nhiều. Và đủ loại gạo như tấm đồ có hết nha, tấm ăn và gạo. Và đây là một cái trường hợp của bà thứ mấy quên này, bà Sáu hả? Bà Sáu bán vé số với chị Hùng nha. Thì bán vé số là trời ơi, đói bụng hay là đau bụng kìa, thiệt tình. Bà Sáu năm nay nhiêu tuổi rồi bà Sáu? 87. Bán vé số được ngày được mấy trăm tấm? Trăm hay à? Rồi. Thì hôm nay có một cái người con đất cái Tàu Hạ, một cái người xứ sở mình nhưng mà đang sống ở Mỹ, là cô Tho có gửi tặng cho cô 10 kg gạo. Rồi cô vô lấy đi. Đây nè cô Hồng. Con mèo không có cắn mà bị nó dạng, nó dạng. Thì sao có giò cũng si cà que nữa, rồi cũng còn đau hả? Dạ em Còn té đau. gãy nó bị lệch rồi, bây giờ À, không có tiền đi đúng mổ rồi. nữa. Nó còn đau đó, đó đó 10 ký đó. Dạ. Để cô nhận đi. Cái đây là của hay tượng trưng thôi, đừng ôm coi chừng. Rồi. Thì cái này chị Hùng này là hồi đó bên dốc cầu cái Tàu Hạ đó nha các bạn, phía bên kia đó. Nếu đi lên bên tay trái đó. Thì hôm nay có cô Tho gửi tặng cho cô 10 kg gạo, cũng người con đất cái Tàu, một cái người Việt đang sống ở Mỹ, nhớ quê hương, nhớ bà con mình gửi tặng thôi, chứ bên đó người ta cũng phải đi làm Dạ, chị em dữ lắm. cảm ơn chị Tho nhiều nha. Rồi. Thì đó, thì bà Sáu năm nay là 86 tuổi hả? 87, 87 87 tuổi. tuổi rồi. Đội nón lên đi, nắng. 87 tuổi rồi. Sáng ăn gì chưa? Dạ ăn rồi đó, ăn Ăn rồi. rồi mà sao nó đau hả? Nó đau bả hôm qua đến nay. Thì hai dì cháu cũng đùm bọc với nhau, mà xe cũng nặng quá thì nhà cháu nó chở tiếp giùm về nè. Rồi thôi đi về đi, nắng. Thì trên đây quên đó, bà Sáu là ở cũng ở đường Huỳnh Văn Khá phải không? Quỳnh Văn Khá gần nhà của cô Châu mà bán bánh canh luôn đó nha các bạn. Thị trấn cái Tàu Hạ mà khóm Phú Mỹ. Rồi về đi Sáu, nắng quá à. Bán được mấy tờ rồi? Em bán hết còn có 3 vé nữa hết rồi. Thấy cân ác không? Rồi sẵn rồi bán vé số luôn nè. Bò nó thấy cũng cảm động, nó mua giùm luôn nè. Mua giùm hết luôn hả bò? Giá trời trúng là mua hết kho gạo tôi giùm coi. Cái Cảm ơn nha chị này Cường. ông tôi mà trúng hết 3 tờ là mua hết rồi. Mua hết kho gạo luôn hả? Anh về anh Rồi mua. cảm ơn nha. Thôi về đi. Trời ơi. Thì đó, cái hoàn cảnh như vậy đó là hai dì cháu hả? Hai dì cháu mà nương tựa vô mà sống. Còn mấy đứa nhỏ bây giờ cũng chưa có làm gì được, có tiền nữa hả? Nhưng mà giờ phải lo trả nợ. À, có làm có dư ra là trả nợ. Dạ, để trả nợ cho hết.
Cái giò kỳ đó là gãy bao lâu rồi? Em gãy là một năm mấy Ừ. ngày rồi đó. Nhưng mà nó chưa chắc chắc ha, rồi Dạ, băng nó lại chưa gì có cho nó nẹp, vậy rồi. nẹp sắt tại vì em bị tiểu đường nữa, cho nó Ừ. lâu lành. Rồi, thôi về đi, để cho bà nghỉ ngơi. Cái hẻm này là kêu hẻm bà chín cô đơn nha các bạn. Đây là cô Tia, cô Tia hả cô Tia? Dạ. Là cô ở địa chỉ nào? Ở dưới trong tổ 8 ở trong phố Mỹ Thành, xã thị trấn Cái Tàu Hạ, phố Mỹ Thành thị trấn Cái Tàu Hạ, Cái Tàu Hạ. Gì vậy, là gần cầu Bình Nhân không chị? Dạ, ngay chỗ cầu Bình Nhân. Mà đi Đi trước qua đây đi xuống dưới mấy sông. xuống mấy sông mới ha, đi ra Dạ. ngoài mấy sông mới ha. Dạ. Thì hôm nay có cô Thoa, một cái người Việt, một cái người con của đất cái Tàu Hạ, gửi tiền về một ít, mình làm 100 đô đó, là để mua gạo tặng cho bà con quê mình đó cô Tiên. Dạ. Cô Tiên năm nay nhiêu tuổi rồi? Tôi năm nay 71 tuổi. Vậy hàng ngày là cô làm cái gì mà cô sống? Tôi bán vé số. Chứ hổm ngày cũng nghỉ, hổm ngày mới bán lại hả? Bị ổng mất đó. Qua đời rồi thành ra mới cũng mới bán lại chừng mười mấy bữa nay hả? Cô Tiên là 70 tuổi hả? Tôi 71. 71. Ổng 72 tuổi mất. Thì gạo đây là 10 kg nè cô Tiên. Là Dạ. cô nhận cô đi về dùm Dạ. Dạ. đó, 10 kg gạo đó Dạ. Tôi nhận. của cô Thoa, một cái Dạ. người Việt. Dạ. Để đỡ đi. Dạ. Để đây rồi thấy âm nè. Tôi Rồi cảm ơn cô Thơ. dạ. Chúc cô khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, có Rồi. tiền nhiều. Rồi, bây về đi cô. Dạ. Để chị Vinh để ngoài xe. Ngày nào bán cỡ được bao nhiêu tờ giấy số của Bữa cô bán Tê? tôi lãnh bên nay tôi lãnh có 50 nè, bán cho mau hết. Bây giờ người ta có trả lại không? Cho Không, không trả có cho trả nữa, giờ mình lãnh nhiều mình bán hết nhiều, không? không có trả đi trả lời trơn á. Như vậy Chứ tôi là bán chậm quá thành tôi lãnh ít, lãnh 50 vé bán lời 50 ngàn. Dạ. Sáng thường thường là mấy giờ là phải đi? Sáng thường là 6 giờ tôi đi. Bán cho hết mới được nghỉ. Dạ, tới giờ mới hết á. Trời ơi, bây giờ là Bán thôi, bây giờ gần người gần 5 ta, giờ. dạ người trẻ người ta bán đắt, còn mình dạ giờ nó đi không có bằng ai chứ ha, bán không có được nhiều. Thôi về cô Tia. Dạ, tôi cảm ơn chú, tôi cảm Không, ơn đâu cô có gì Thơ. đâu. Dạ. Em chỉ có công Dạ, có công chuyện. mới cũng có công mới được hưởng chứ tôi không có. Cảm ơn sẽ được cô chú mới là người cho gần gũi nhất, rồi biết hoàn cảnh tôi rồi mới cho tôi. Còn cô Thơ thì người ở xa nhưng mà cô Thơ là người gửi tình thương về cho chị em chúng tôi ở cái tàu này đương khó khăn. Thì cô Dạ. cũng gốc gác cái Tàu Hạ Dạ. nè, cũng Còn nhớ cho quê hương, nhớ bà con mình, chứ cũng bên đó cũng đi làm thế mà. dạ còn chú thì người thân cận gần mới biết tôi người nghèo khó. Dạ, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi về đi dạ cô. dạ tôi đi về. Vậy là 50 giờ tờ giấy số mà muốn bán cũng chần ai ha. Dạ, bán chần ai lắm, chứ thằng mình lớn tuổi rồi nữa, không có bằng lanh lẹ bằng mấy đứa kia, nó trẻ nó bán đắt nó dành mối chân hả. Nó về cô. Dạ. Còn mình bán lẻ lẻ cho mấy người mua 1 tờ 2 tờ, người ta đâu có mua nhiều đâu. Tôi cảm ơn. Đây là anh Đức ha, chồng của chị Hồng mà bán vé số. Giờ anh hàng ngày anh làm gì anh Đức? Bán số chung với bà xã, Ngày hai chồng bán được nhiêu tờ? bán 100 tờ. 100 tờ trả lại ha. Bây giờ nghe nói vé số là cô không có được trả lại ha. Đúng rồi, bán hết cũng hết rồi.
100 tờ như vậy mình lời được bao nhiêu? 100. 100 ngàn ha. Thì hôm nay có cô Tho, một cái người con đất cái Tàu Hạ, một cái người Việt sống ở Mỹ ở cái Tàu Hạ, có gửi về một ít tiền như 100 đô la Mỹ á, thì chia cho bà con người một mớ đó anh, là 10 ký gạo. Anh Đức này thì trong hẻm của chính cò á, chính làm chả lụa đó ha, Tiến Dũng đó, thì hôm nay gửi cho anh với chị 10 ký gạo. Sao đi vô đây nữa? Đi nửa chừng hả? Đi vô đây luôn đi. Bà không giật chết hết con mèo, bà vợ cái chừng chợt té. Chị tình cờ hay là chị tự chảnh xuống? Tự chảnh xuống họ kêu à, đi đứt xác, sáng xác vô. Thì đó, thì cái hoàn cảnh của chị Hồng thì bị tai biến bao lâu rồi chị Hồng? 7-8 tháng. Mở cái khẩu trang ra, cái địa chỉ mình nói cho lớn với số điện thoại, có ai giúp nữa người ta giúp. Địa chỉ mình ở đâu? Ở cái Tàu thị trấn 361. Một người nói thôi. 361 khóm Phú Mỹ. Phú Mỹ, khóm Phú Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. À, thị trấn. Thì hôm nay có cô Tho á, gửi tặng cho chị 10 ký gạo. Cũng cái người con của đất cái Tàu mà đang sống ở Mỹ, gửi cho chị 10 ký gạo anh chị ha. Thì giờ trên đây Quốc Thịnh cũng muốn nói cái hoàn cảnh của anh chị, cũng gặp nhiều khó khăn. Nhà thì bà hổm Thịnh có quay rồi đó, nhà chị Hồng đó, thì ai có đồng cảm với cái hoàn cảnh của chị thì có trợ giúp gì được á, thì trợ giúp. Số điện thoại của chị Hồng chị nhớ không? Không nhớ. Không nhớ hả? Nhớ số điện thoại của ổng. Rồi cũng được. Số điện thoại ổng trong xã. Đọc số điện thoại. Đọc số điện thoại của anh. 08279 07351. Đọc lại một lần nữa chậm. 08279 07351. Và tổng cộng là 10 số đó ha. Đó là số điện thoại của anh Đức, chị Hồng nè, hai chồng nè. Rồi nhận 10 ký gạo về đi anh chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô Tho luôn. Cảm ơn cô Tho. Đây nè. Cảm ơn cô Tho. Nè, cũng bị tai biến rồi. Mười ký gạo nữa nha anh Đức, về lên Đức, cái tiền của mèo. Đi xuống cái tiền chợ Phan, để lên đó đi vô dìu bãi xuống từ từ. Rồi sẵn đuổi bộ về cho nó khỏe luôn, cái huyết áp này phải có vận động mới được. Anh chị về đi ha, rồi chúc sức khỏe nha.